베트남 언론이 보도한 한국에 대한 소식들을 알아보는 베트남 신문 읽기. Vinamilk tiến vào thị trường Hàn Quốc. Công ty CP sữa Việt Nam, Vinamilk đã vào thị trường Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm sữa cao cấp. Thông tin trên được Vina Korea, một công ty Hàn Quốc do 5 doanh nghiệp phân phối địa phương thành lập để kinh doanh các sản phẩm sữa của Vinamilk, cho biết hôm 29 tháng 5, theo báo The Korea Herald. Giám đốc tài chính của Vina Korea Jun Jo-wang ở Seoul trả lời qua điện thoại rằng Vina Korea đã bắt đầu bán trà sữa, sữa đậu nành và các sản phẩm cà phê sữa đặc tại thị trường Hàn Quốc thông qua các cửa hàng trực tuyến từ ngày 28 tháng 5. Vinamilk quyết định tiến vào Hàn Quốc vì nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn tại thị trường sữa cao cấp địa phương. Các sản phẩm của Vinamilk đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và vệ sinh cao của khu vực đồng Euro, giám đốc Jun nói. Các sản phẩm của Vinamilk có sẵn trên các trung tâm mua sắm trực tuyến như 11 Chico và eBay Korea LLC, Vina Korea cho biết trong một tuyên bố. Vinamilk được thành lập vào năm 1976, sở hữu 13 nhà máy tại Việt Nam và mạng lưới trang trại chăn nuôi bò sữa đạt tiêu chuẩn GAP toàn cầu lớn nhất châu Á. Công ty này cũng điều hành các trang trại và nhà máy ở Mỹ, New Zealand, Campuchia và Ba Lan. Các sản phẩm của Vinamilk hiện đã được xuất khẩu sang 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuối năm ngoái, công ty này đã nhận giải doanh nghiệp xuất khẩu của châu Á 2019 tại Singapore.